Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long làm trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TVK. Ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế kiêm nhiệm trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Sáng 11 tháng 12, bà Trương Thị Mai, trưởng ban tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phân công ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế kiêm giữ chức trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Ông Nguyễn Thanh Long sinh ngày mùng 3 tháng 9 năm 1966, tại xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Ông là giáo sư, tiến sĩ y học. Từ năm 1995 đến 2003, ông là chuyên viên vụ y tế dự phòng, Bộ Y tế. Từ tháng 12 năm 2003, tháng 7 năm 2005, ông là trưởng phòng kiểm soát và phòng, chống HIVS, Cục Y tế dự phòng và phòng, chống HIVS, Bộ Y tế. Từ tháng 8 năm 2005, 12/2011, ông Long là phó bí thư Đảng ủy, phó cục trưởng Cục Phòng chống HIVS Việt Nam, rồi bí thư Đảng ủy, cục trưởng Cục Phòng chống HIVS, Bộ Y tế. Đến tháng 12 năm 2011, ông là ủy viên ban cán sự Đảng, thứ trưởng Bộ Y tế. Từ tháng 10 năm 2018 tháng 1 năm 2020, ông giữ chức phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Từ tháng 1 năm 2020 tháng 7 năm 2020, ông Long là phó bí thư ban cán sự Đảng từ 26 tháng 3 năm 2020, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế ngày mùng 9 tháng 3 năm 2020, đến tháng 7 năm 2020, ông là Bí thư Ban Cán sự Đảng từ mùng 7 tháng 7 năm 2020, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế ngày mùng 7 tháng 7 năm 2020, kiêm Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia ngày 16 tháng 10 năm 2020, từ 12 tháng 11 năm 2020 tháng 1 năm 2021, ông Nguyễn Thanh Long là Bí thư Ban Cán sự Đảng. Bộ trưởng Bộ Y tế, kiêm Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia. Từ tháng 1 năm 2021 đến nay, ông Long là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, kiêm Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tháng 6 năm 2021. Xuân Trường, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Nguyễn Thanh Long. Để xem chi tiết về tin này, mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này.